Vâng, xin chào các bạn, mình Thuận Quang đây, tiếp tục trong cái chuỗi video AutoCAD và làm như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái câu hỏi tiếp theo của một bạn, của một người em của mình. Em ấy tên là Khang, là một học viên trước đây học AutoCAD của mình. Thì em ấy có hỏi đó là: anh ơi, đó là làm sao mà khi em lay show thì tất cả các layer khác lại bị mờ mờ xuống, chứ nó không phải là bị on off, bị ẩn hiện, đúng không ạ? Thì đây là một cái, mặc dù bạn ấy đã đổi lại tắt rồi, thế thì đây là cái lỗi như thế nào? Thực ra đây là không phải là một lỗi trong CAD mà nó là một cái chế độ thôi, cái chế độ lưu mặc định của CAD. Nếu như bạn mà mới cài CAD thôi thì chúng ta chỉ phải thiết lập nó về cái chế độ on off thay vì là chế độ mặc định của nó là chế độ lock và chế độ làm mờ layer. Thế thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cái tình huống này cũng như là cái cách khắc phục nó ra sao. Thế bây giờ mình sẽ cùng mở phần mềm AutoCAD lên đây. Ok, các bạn hãy chờ AutoCAD load một chút. Ở đây mình sẽ mở một vài bản vẽ bất kỳ đi. Một bản vẽ gần nhất mình đang làm việc. Đây là một bản vẽ liên quan về mục chi tiết nội thất của một căn chung cư. Đấy, thế thì ở đây là những cái bản vẽ nó đã sắp xếp sẵn rồi đúng không? Đấy, sắp xếp sẵn rồi, có cả layer và block hết các thứ rồi. Thế thì ví dụ như trường hợp này mà các bạn muốn lay show một cái layer bất kỳ thì chúng ta sẽ làm như nào ạ? Ở đây ví dụ mình muốn lay show xem cái dim này, cái lớp dim này nó làm chuẩn chưa đúng không ạ? Đấy, thì các bạn sẽ kích vào đây, các bạn chọn là lay iso đúng không? Nhiều bạn có thể đổi lệnh tắt lay show bằng lệnh khác tùy ý. Ở đây mình sẽ có lệnh nguyên bản đó là lệnh lay show. Chức năng của lệnh này đó là chúng ta có thể ẩn hiện cái lớp layer được chọn, được chưa? Tức là hiện giữ lại cái lớp layer được chọn ở trên màn hình, còn lại các lớp khác không được chọn sẽ bị ẩn hết đi. Thì rất nhiều bạn đã quen thuộc lệnh này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cùng ấn phím Space hoặc là phím Enter để ra thực hiện thao tác lệnh này nhé. Ok, đó. Thế thì đây là cách thực hiện lệnh đúng, mà chính xác hơn đó là nó đúng theo cái ý mà chúng ta mong muốn, tức là chúng ta giữ lại layer dim và ẩn đi các lớp layer khác tạm thời, đúng không? Ẩn đi các lớp layer khác tạm thời để chúng ta có thể là chỉ sửa và xem nhất phần dim thôi. Nhưng tuy nhiên cái lỗi của bạn ấy gặp đó là như sau này các bạn. Vẫn là lệnh lay show này. Thì nguyên nhân đó là khi bạn ấn Enter rồi. Thì ở đây trường hợp này là trong cái lệnh lay show nó có lệnh con nhé. Hãy nhớ là các bạn chưa có chọn đối tượng nào cả, thì trong này có lệnh con thì các bạn bấm vào lệnh con là setting, hoặc là bạn bấm chữ S setting này. Đó, chữ S để kích hoạt cái tính năng lệnh con setting. Thì trong này là một tính năng đó là off này, tính năng thứ hai là lock, được chưa? Lock tức là khóa layer, off tức là ẩn hiện, được chưa? On off layer ấy. Thế thì tính năng mặc định mà mình đang để ở đây là các bạn có thể dấu chấm đen đây không? Off, tức là khi mình lay show thì nó sẽ là vào tính năng con là off, là nó sẽ ẩn hiện. Và trường hợp mà bạn kia đang mắc phải nó là nó đang nằm ở chế độ lock đây, các bạn gõ chữ L hoặc là tích vào đây. Đấy, thì bây giờ các bạn sau khi chọn tính năng đấy rồi thì bạn gọi lay show này, bạn tích vào một cái layer bất kỳ, thế đấy ạ. Và bây giờ nó hiển thị cái hình biểu tượng là gì, là ổ khóa đây, layer đã bị khóa đi và các layer nó bị mờ mờ xuống. Đây các bạn có thể quan sát là những cái mô tả của bạn đấy. Đấy, nó không bị tắt đi mà nó lại chỉ mờ mờ thôi. Thế thì đây chính là cái trường hợp của bạn đấy. Thế thì cách khắc phục thì các bạn cũng đã vừa mới xem mình giải thích nguyên nhân rồi. Thế thì cách khắc phục nó là gì? Các bạn nếu mà trường hợp mà bị mờ rồi, các bạn gọi lại là lay uniso. Uniso đấy là tức là ngược lại cái lay iso khi nãy là mình sẽ uniso cái thao tác vừa rồi. Đây là bước 1 nhá. Lay uniso này. Đó, để cho nó mở khóa lại cái layer này. Bước thứ hai các bạn gõ lại lệnh lay iso cho mình. Bước 2 gõ lại lay iso và bấm lệnh con S setting. Đó, và trong tình huống này các bạn gõ chữ off cho mình hoặc là gõ ngay chữ off để chọn vào tính năng off. Đó, và khi mà nó hiện ra một chữ off ở đây thì bạn tiếp tục là chọn tính năng off o tiếp. Và bây giờ các bạn có thể lay show bất kỳ một layer nào thì nó sẽ ẩn hiện cho ta, on off cho ta, được chưa? Ok, có thể là mình giải thích thì nó hơi lòng vòng nhưng mà bản chất nó là như vậy. Bản chất thì nó là xoay quanh cái lệnh lay show. Ok không ạ? Hy vọng là trong cái video ngắn này thì mình đã giúp được các bạn có thể hiểu ra được cái bản chất của vấn đề này, được chưa? Và trường hợp này hay mắc phải khi nào, khi mà các bạn mới cài CAD thì tính năng mặc định gọi là chế độ lock nhé, thì các bạn chỉ việc setting một lần là về chế độ off thôi, thì tất cả các lần về sau này nhé, các lần sau này thì nó sẽ mặc định lưu ở chế độ off thì nó sẽ không bị lock nữa.
trừ khi các bạn gỡ két ra cài lại thì nó mới lại quay trở lại về mặc định thôi. Thế đây là các cái trường hợp két đời cao nó hay mắc phải, được chưa? Két đời cao ví dụ từ két 2015, 16 trở lên, 17, 18 thì nó sẽ bị cái tình huống này, thì các bạn chỉ việc setting thôi. Ok không ạ? Thôi liên thuyên nhiều quá rồi, thì hy vọng là chúc các bạn sẽ có thêm một kinh nghiệm mới và sẽ áp dụng vào trong công việc của mình thật là tốt, thật là thành công. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.